Chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo tài khoản ở trên Bahdi. Đầu tiên, các bạn mở ứng dụng ở trên điện thoại. Sau đó, chọn mục cá nhân ở góc cuối màn hình bên phải. Chọn phần đăng ký sẽ hiện ra giao diện như thế này, bao gồm các mục sau. Đầu tiên là mục họ và tên, các bạn điền đầy đủ họ tên của mình vào nhé. Ở phần tài khoản đăng nhập, yêu cầu có 6 ký tự, viết tiền không dấu, không có ký tự đặc biệt. Ở phần mật khẩu, cần ít nhất có 8 ký tự, có phân biệt chữ hoa và chữ thường, không sử dụng các ký tự đặc biệt, không có dấu cách trắng. Phần nhập lại mật khẩu, các bạn nhấn lên mật khẩu vừa tạo ở trên. Tiếp theo là mục số điện thoại và email. Các bạn lưu ý là mình lựa chọn số điện thoại và email thường xuyên sử dụng để Bahdi có thể hỗ trợ dễ dàng trong quá trình kinh doanh hoặc là khi bạn cần lấy lại mật khẩu. Sau đó các bạn nhấn nút tôi đồng ý. Rồi nhấn nút đăng ký màu xanh để hoàn thành việc tạo tài khoản ở trên Bahdi. Vậy là chúng ta đã đăng ký thành công tài khoản ở trên ứng dụng Bahdi rồi. Tiếp theo các bạn hãy tiến hành thử đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo ở trên. Ở phần nhập mã giới thiệu, các bạn nhập mã của người giới thiệu bạn nhé. Như vậy là chúng ta vừa đăng nhập thành công vào ứng dụng của Bahdi. Rất dễ dàng đúng không ạ? Chúc các bạn kinh doanh thành công cùng Bahdi nhé.